Sáng ngày 18 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Hà Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các ông bà đại diện Ủy ban bầu cử huyện, lãnh đạo các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và đại diện các cơ quan đơn vị liên quan. Hội nghị đã nghe báo cáo về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn. Thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên, theo đó trên cơ sở hiệp thương lần thứ nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan tổ chức đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 90 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các biên bản danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã đồng tình thống nhất cao với các nội dung tại hội nghị, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần. Tại hội nghị này, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phân tích, giải thích và trả lời những ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện hoàn thiện hồ sơ người giới thiệu ứng cử theo đúng cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng, người dân tộc. Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của luật.